Lần đầu uống trà xoài non nắm ruốc, ai khen thì khen chứ mình thì cực chê nha mọi người. Thứ nhất là quán ở xa tít một hơi tận Bình Tân và không có bất kỳ một chi nhánh nào khác ở trung tâm thành phố nha mọi người, chỉ có đúng một cái thành phố Hồ Chí Minh thôi. Quán thì nhỏ xíu và đi hai bước là hết cái quán rồi đó mọi người ạ. Ly trà xoài size lớn giá 37k, một ly có 7 lá xoài non. Bởi vì mình biết cái miệng của mình không phải là cái miệng quyết định tất cả mọi thứ, cho nên là ngon hay dở tùy vào khẩu vị của mọi người, nhưng đối với mình thì ăn cũng được, không phải là quá ngon nha mọi người. Còn con bạn đi chung với mình thì nó chê cho mọi người, nó không ăn được cái xoài này, bởi vì nó kêu là xoài thì chua còn mắm thì tự nhiên lại cho me vào, không biết tại sao. Còn về thái độ phục vụ của nhân viên thì bình thường, không quá nhiệt tình cũng không thái độ với khách. Có điều làm cho mình ly nước mà không cho mình ống hút để uống luôn mọi người ạ. Thôi kệ, lâu lâu quên xíu cũng thông cảm. Con bạn mình đi chung với mình thì nó lại tiếp tục chê cái nước này, còn không hiểu tại vì sao mình thấy uống cũng được, chua chua ngọt ngọt cũng khá ok ha. Nhấn mạnh là không có nhận tiền quảng cáo nha mấy má. Cái cũng ngựa order bún đậu về ăn cho chống người ta mọi người ơi. Nói thật thì bún đậu thì ăn với mắm tôm chứ ai ăn với mắm ruốc bao giờ. Nhưng mà nói thật là chấm với cái mắm ruốc mắm me này cũng tạm ok nha mọi người, tầm 7-8 điểm. Nói chung là mình lặn lội đường xa đến cái quán này để review công tâm cho mọi người, không nhận tiền quảng cáo. Theo đánh giá khách quan thì view quán, không gian, thái độ nhân viên phục vụ thì tầm 2-3 điểm. Còn về đồ uống thì tùy khẩu vị mỗi người rồi, nhưng mà riêng mình cho tầm 7 điểm nha. Nhưng mà nói thật thì em nghĩ là anh nên mở thêm nhiều chi nhánh và ở trung tâm thành phố hơn nha, chứ sao cũng xỉu. Theo cảm nhận của Tiền thì trà xoài ngon không? Không, không ngon. Trời, chê à? Cũng được nhưng mà không tới mức là phải uống. Nói chung là sẽ không quay lại.